Rồi, tôi mới là chạy xe, cái xe này công nhận đói, mình đói, nó thơm quá mà. Thơm rồi đó chứ. Nó ngút, nghi ngút. Chợ, chợ ra chợ Bến Thành bán lắm mà sao. Đó là xe Vespa lấy kéo cái đuôi này. Trần Cương 5 giờ chạy một tí ha. Đặng Trần Cương ha, tên lạ quá. Trần Côn này nó nằm giữa Nguyễn Du và Lý Tự Trọng ha. Nguyễn Du nó là đường một chiều vòng ngược lại rồi. Bây giờ mình vòng lên lại đây. Chặn Trần Côn. Này mình mới biết luôn đường luôn. Có một chút hả? Xuân rồi cũng có một chút xíu đường siêu.
lên xuân thôi, một chút xíu thôi. Sách cũng tiện lợi lắm ha. Mình xem, mình tra xem rồi xong rồi nó có mã số á, rồi cái mình sẽ dựa theo cái mã số đó mình đi tìm cái dãy đúng ngay cái vị trí của sách đó mình lấy ra. Không chứ quá nhiều sách mà làm sao mà mượn không thể đọc hết. Có cách quản lý mà mượn sách như vậy á. Thank you.
phố Hồ Chí Minh. Đây là Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên đây là Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng Khởi ha. Tờ Kinh Cơm Center. Hình như nó là cái tòa đầu tiên mình xây tầng hầm ở dưới à. Xong rồi sau này thấy xây hầm lên cái trung tâm thương mại xây tầng hầm. Trần Đại Nghĩa kìa. À, trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Bà Trưng rồi thì lý do là mình sẽ quẹo lên Hai Bà Trưng để đi về Võ Thị Sáu của mình. Nhưng mà bây giờ 5 giờ ha, đỏ hơi chạy hẳn hết đường Lý Tự Trọng ha. Xong mình vòng lên sân. Ngày 19 tháng 10, ngày hình ảnh công nghệ số 20 tháng 10. Wow ơi, nay hết tháng hết ơi. Đường Thái Văn Lung, đây là Bệnh viện Nhi Đồng 2 đây. Phía trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh viện có cái quầy bún riêu ăn quá chừng. Lê Thánh Tôn bên, bên. Cái cuối là Lê Thánh Tôn.
được 2 chiều, phải chạy được kìa, chạy được xong vòng lên kìa, 2 chiều được, vòng qua được. Chỉ có các bạn cấm cấm chạy xuống thôi, cấm 1 chiều của Lý Tự Trọng thôi, còn Chu Mộng Chinh thì đi thẳng được. Tôm nước khoáng ha, dừng lại túi tôm nước khoáng Nguyễn Trung Ngạn có một chút thôi. Hôm nay đi khúc này mới biết được cái tên này à, cái sớm mà Sài Gòn quận 1 mà còn bán được cái gạo giống như cái chợ cái khúc đó, nhìn thấy cũng xưa chưa, khu quận 1 đó nghe em hiếm lắm, khu quận 1 có hình ảnh đó sắp sửa tuyệt chủng. Chu Mạnh Chinh lại ha, phía dưới mình có cái đình táo á, nó sụn hết rồi mà nhờ mấy cái da nó quấn quấn á nên nó còn giữ được cái nét xưa cổ của cái đình á, ở cái sườn thôi chứ trong nó một tát hết là sụn. Điểm dừng của nó là Nguyễn Du. Rồi vậy mình vòng lại đây, Chu Mộng Chinh. Hai cái dù để nào bán cái món gì đó, cái hủ tiếu á, đi rõ ha. Quẹo sâu trong hẻm luôn á, rồi nào quyền dãy bạn.
thu sớm thì còn phải sớm ăn hàng, bán mấy cái đồ linh tinh. Tự trọng là tôm Đức Thắng. Năm xịt hẻm 5 Nguyễn Trung Ngạn, hẻm sớm đồ ăn á. Đường trên đây nó nổi tiếng bán mò mỡ chài, mò lá lớp, mò nước mỡ chài và mò lá lớp. Thấy hồi nướng nguyên cái dĩa như kia không? Màn đêm buông xuống là nó sẽ đập ngay.
mới đi.